Khi các bạn mua link trên shop moviet.vn, các bạn yên tâm nha, giá cực kỳ rẻ bởi vì mình đang xả kho ác giá sốc. Và khuyến mãi nạp thẻ các bạn sẽ được tặng 20% giá trị thẻ nạp khi nạp từ 50k trở lên nha. Chào mừng em trở lại với bài Moviet. Ngày hôm nay Moba sẽ vác Vân Ca ra trận nha, chén cân đầu luôn. Con tướng tủ mà cất trong tủ rất là lâu rồi và được anh em yêu cầu thì vác ra trận với phong cách đi rừng như mọi khi. Nhưng hiện tại theo đánh giá của mình thì sức mạnh của Vân rất là bình thường luôn. Và rank cao khá là khó bởi vì đây là vị tướng có đồ mới khỏe, có lộ tại mới khỏe. Chứ đầu game yếu anh em ơi, dễ bị thả diều, dễ bị counter. Và mấy bạn khống chế nhiều, mấy bạn tanker chắc là rất là khó chơi luôn. May trận đấu này team bạn không có tanker nha. Nhưng mà nếu team bạn đi chung với nhau ấy mà có các bạn Alistar ấy là rất là khó chịu luôn. Với cả team mình toàn tướng late game nên phải cover nhau này. Đi đuôi một choáng. Ây hay, đạn thần quang quá tuyệt vời nha. Đầu game mà tích được nội tại này được quá là ngon luôn đối với Vân, mà lại còn ăn được con rồng đầu tiên thì lại càng ngon hơn nữa anh em ơi. Mà mất bồ đỏ rồi. Quay xe theo mình qua cướp bồ đỏ này. Nhanh lên, team bạn cũng đánh team đó. Đây là sẽ phối hợp với nhau. Diêu thì sau. Chơi Diêu luôn. Hay. Thôi lôi. Ôi, không kịp rồi. Có cả Quy nữa, về ngay Calyxi ơi. Không cố được rồi. Cố thế này thì chúng ta thành quá cố chết chủ với nhau hết. Ôi, bạn Quy đến nhanh quá anh em ơi. Đấy, đi team phối hợp với nhau. Côn cái này, tranh nhau ra hỗ trợ team. Trong khi đó thì video chúng ta làm quan tướng lên game ý, đầu game cũng chơi được. Nghĩa là lên Sisa thì mình thua đầu game rồi. Lên mid cũng thua đầu game. Và lên rồng cũng thua đầu game luôn. Thế là thôi, trận đấu này cố gắng là chúng ta đánh chắc chiêu từng cơ hội đầu game nha. Chứ sai một tí là bị team bạn ép cho không chuyển phát nào luôn. Ui ôi, cố vam đi, cố ôm đi. Ây, Galaxy, về. Đừng ghi đuôi, về đi. Kìa, tại sao Galaxy? Tại sao lại che đạm cho bạn ghi đuôi chi vậy? Không có đuổi đâu, đầu game bio không bị yếu nha. Rồi bổ cái mình té đây. Đầu game bạn Quy cũng rất là khỏe. Nói chung là thế trận sẽ bị ép bởi vì chất tướng anh em ơi. Thế là các bạn muốn chơi dễ dàng thì các bạn chơi chất tướng đầu game khỏe một tí. Chứ không thế này chúng ta sẽ bị áp lực, chúng ta sẽ bị slowball nha. Tuy vậy thì vẫn có cách để lật kèo. Cách thế nào nhỉ? Tất nhiên thì những cái thế trận như này ý, rất là hay luôn và rất nhiều anh em thích xem bởi vì các bạn sẽ biết được cách chúng ta có thể lật ngược được thế trận. Đường vàng bây giờ là team bạn hơn team mình nha, bởi vì hơn trụ mà ép được team mình vô rừng cướp quái nhỏ của mình. Nên là bây giờ chúng ta sẽ phải đi chung với nhau, farm chung rồi bắt lẻ team bạn. Bởi vì team bạn đẩy lính cao thì bạn chia ra đẩy thì khi đó thì chúng ta sẽ bắt lẻ rất là tốt luôn. Farm chung. Ui, Alistar chơi luôn Alistar. Tơ ây da, không được rồi. Thôi về đi. Về ơ tại sao lao lên ghi đu? Trời ơi, không ổn rồi, tình hình nó rất là tình hình luôn. Ở phía dưới thì bạn Guido cũng bỏ đường luôn rồi. Càng thế nhở. May mà đám lính nó bị slow chứ không là chúng ta mất một đường mega ấy. Càng thế nhở. Bây giờ bộ đỏ ra chắc cũng bị cướp mất tiêu rồi anh em ơi. Thôi dọn đi cái đã. Bình tĩnh nha. Bây giờ team bạn đang tập trung ở Sisa rồi.
chơi quy này choáng. Ui hay cái gì, rồi thôi nha, ăn từng mạng một thôi anh em ơi, sau đó đi farm tiếp. Đó, đánh phải đánh chuẩn bài nha. Team bạn thế ghép, team bạn hay đi lẻ, team bạn hay đẩy cao, thì team mình sẽ đi chung với nhau, farm chung và sẽ bắt lẻ team bạn nha. Không cho team bạn ăn rồng luôn. Ây da, tại sao đâm sâu vậy? Dặn lính đi em ơi, để lính cao đi. Chứ lính cứ phá trụ là mất lính như này thì nó thực sự là sẽ rất là yếu luôn, không có đồ, không chơi đâu. Kinh nghiệm chơi trợ vân của mình thì nó là rất là phong phú luôn. Anh em yên tâm nha, anh em muốn xem con tướng gì mà chơi sao cho hiệu quả, anh em lên kênh MOBA Việt, mình sẽ chia sẻ anh em chơi sao cho tốt này. Tiếp tục farm chung và đi chung nha. Thôi bây giờ mục tiêu thì không ăn được bởi vì thế lính nó thấp quá. Trụ thì team bạn nhiều hơn. Thế là chúng ta sẽ đi chung này. Từ từ nha, lúc luôn nha, để bạn Lavin thả thính. Hay, rồi lên luôn. Ây, cái này thì kết sạch được ba bạn này rồi. Quy châu đến đâu thì đập lâu cũng chết. 8 điểm đầu tay anh em ơi, cố gắng. Bây giờ đẩy lính cao lên và ép lại team bạn đi. Đấy, chỉ cần một pha chúng ta đoàn kết thôi, chúng ta đánh chuẩn được phong cách phòng thủ phản công thì chúng ta sẽ có cơ hội lật kèo. Nhớ nha, chỉ bắt lẻ thôi, nếu team bạn đông hơn thì có team bạn bắn ít thì đừng có chơi nha. Ôi team bạn khỏe hơn mà anh em ơi. Ok, qua đây xin xa này, nhanh, những cái lợi thế nhỏ chúng ta phải chất chiêu để giành chiến thắng nha. Mình ăn được rồi. Ok. Ây, không ổn. Cái pha này cũng không giết được Quy rồi. Thậm chí cái Jill còn xử lý được bạn Video. Lôi anh em ơi, lôi. Thiếu mít. Ơ hay kìa. Ơ lên luôn. Hay nha. Không ngờ team mình lại win giao tranh này. Ảo túng cả chảo luôn. Mình cứ nghĩ là thua rồi. Thì ra thì bạn không có rừng anh em ơi, không có rừng, yếu hẳn luôn. Đừng giấu nha. Thủ được cái này farm rất là ngon luôn. Lượng vàng của mình bây giờ rất là ok rồi, độ tại cũng 10 điểm. Thánh kiếm thì đã có anh em ơi. Có thánh kiếm rồi, bộ phát bay màu luôn. Chí mạng cũng phải tầm 3k nha. Chơi vân ca ấy thì chúng ta cũng không cần đồ xin giáp đâu. Nhưng mà thánh kiếm phải có nha, bây giờ chơi vân là phải có thánh kiếm. Rồi vân phải có chơi phong cách sốc đem. Ngọc thì anh em dùng ngọc 16% thì để chí mạng nha. Rồi để xem team bạn di chuyển đâu để mình bắt nào. Đây, vừa đúng lúc mình tới bạn lại lướt chiêu 2 rồi thì... Ui, anh em thấy gì chưa? Anh em thấy full đem đánh sướng chưa? Đấy là còn chưa con anh nha. Bổ cái đã đi rồi. Thành ra là nếu mà team bạn khỏe quá, sốc sát thương ghê quá thì mình có thể lên một đồ thủ cho Vân. Nhưng mà đã chơi Vân, đã bét Vân ý, thì chỉ có thể là full dam thôi. Chơi điều không ngon nha anh em ơi, anh em vẫn là chơi kiếm chim hồn là ngon nhất. Từ từ nha, bên kia là tối thui. Đây, biết ngay là ở trong bùa đỏ của mình mà. Galaxy ơi, từ từ thôi. Không quá. Trời ơi, không có SP mà. Rồi xong, bạn Lavin cũng lên thớt rồi. Ấy đừng. Chơi sao được, bây giờ mình đứng qua đó, bạn vào bắn phát chết luôn. Càng tê nhở. Lại lấy lại được lợi thế thì lại sau đó chúng ta lại toang di chuyển ẩu lỗi một tí là đi. Để mình đổi mạng thôi anh em ơi. Hình như team mạng ủi hai đứa luôn. Ây. Thế này thì chịu rồi. Có bị băng trụ giết kìa. Mỗi một đường anh em ơi, Navin ra thủ đường nha. Chẳng thế nhở. Đấy anh em thấy chưa, những cái thế trận mà chúng ta bị ép, sau đó lấy lại lợi thế một chút thì mọi người lại ẩu, mọi người lại đi nẻ, mọi người lại không đoàn kết thì có khi thua nhanh hơn. Thế là khi mà thế ép ý, thế bị ép thì chúng ta cố gắng là vẫn đánh tuân thủ, đó là đi chung với nhau, farm chung với nhau. Đấy, đoàn kết hơn. Đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, đại thành công. Win nha. Win anh em ơi.
bét phân ca mà để thua thì hơi buồn. Bao cũng có khá khá đồ đó. Hiện tại anh em muốn mình chơi con tướng gì nhớ comment nha. Vân Ca cũng là một bạn yêu cầu khá là nhiều nên mình mới chơi. Thực ra thì không phải là vị tướng khỏe đầu mùa nên là mình sẽ làm sau. Nhưng mà anh em yêu cầu nhiều quá thì chơi thôi nha anh em ơi. Bây giờ đồ đạc thì mình có rồi, nhưng quan trọng là mình có áp sát được mục tiêu, mình cú vào là tôi đích hay không. Vân là không mở giao tranh nha anh em ơi, mời các bạn phải chơi chiến thuật lúc bụi. Thế là chúng ta vòng ngoài sau chúng ta bắt người thì mới chơi được nha. Chứ chạy thẳng mặt là đi luôn đó anh em ơi. Để tí bạn xài hết cái chiêu sốc đam, hết cái chiêu khống chế thì mình sẽ lao vô. Như vậy thì Vân sẽ khỏe hơn. 4k9 sát thương chí mạng. Có lanh cái khắc vọt luôn. Từ từ nha, để mình đúc luôn mình bắt nào. Không ai lên dọn lính nhở? Ôi, team bạn ở bờ đỏ của mình. Thôi bỏ qua quy đi, qua hỗ trợ team này. Cố lên anh em ơi. Wow, bay màu luôn. Wow, chí mạng. Rồi, tiếp tục lên này. Wow, triple kill, dừng team bạn. Triple kill, dừng team mình cũng triple kill. Nhưng mà anh em thấy là mình cứ ra vào. Đánh theo kiểu là đánh đợi chiêu nhá. Vân ca là đánh đợi chiêu. Nhất là cái chiêu cuối. Hết chiêu cuối rồi thì anh em thấy đó, phải đợi chiêu 1 thì mới áp sát được mục tiêu. Chứ không là bị thả diều nha. À, bây giờ thì solo mình ăn được luôn. Nhìn nam của mình đi. Chạy đi đâu, đợi hồi chiêu 1. Tê tái, ok. Rồi ngon nha. Bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục là tân thủ cái chiến thuật là đi chung với nhau. Khống chế cho mình rõ thì bạn nha, ghi đuôi. Video bây giờ có đồ rồi, chơi được đó đấy mà ơi. Nói chung là chất tướng thì mình bây giờ thì sẽ đánh hơn rất nhiều rồi, bởi vì anh em thấy đó, chất tướng thì bạn là khỏe đầu game nhiều hơn. Còn chất tướng thì mình là khỏe lấy game nhiều hơn. Đấy, đi bạn phải ôm ngay. Từ từ nha, chưa có chút cuối. Đây này. Wow, một bổ hai mạng anh em ơi, trời ơi. Ôi, quá dữ. Vân ca lo hết nha. Đấy, anh em thấy chưa, biết Vân ca gánh team quá là không khó khăn gì cả. Chỉ cần chúng ta đánh chuẩn thôi. Nhà thì có Lavin rồi mà. Bây giờ mình lấy nhà thì bạn luôn. Quy ra đây mình chơi luôn nha. Rồi. Ok, từ tháng sau lên. Nhà. À, mà team bạn chắc là cũng nát nhà mất tiêu rồi. Ok, video của mình chơi Vân ca vật kèo gánh team này là hết rồi. Xin chào anh em, hẹn bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.